Thưa quý vị, giới tính cần cù chịu khó, nông dân Phạm Thanh Bình ở ấp Lung Lá, xã Định Thành A đã chủ động tìm tòi học hỏi kinh nghiệm và khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi lươn thương phẩm và bán lươn giống. Sau 3 năm khởi nghiệp, đến nay anh Bình đã phát triển thành công mô hình của mình và mang về thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng mỗi năm. Đầu năm 2020, nhận thấy mô hình nuôi lươn không bùn có triển vọng phát triển tốt, anh Bình đã dành nhiều tháng để đi tìm hiểu kỹ thuật nuôi ở trại thực nghiệm tỉnh, rồi đến các trại giống, hộ nuôi hiệu quả của tỉnh Đồng Nai và thành phố Cần Thơ để học hỏi. Sau khi tích góp đủ vốn kiến thức cần thiết, anh trở về nhà và bắt tay vào việc đầu tư nuôi lươn thương phẩm. Trong vụ nuôi đầu tiên, anh bị lỗ vốn do chưa nắm vững tập tính của lươn, cũng như điều kiện thực tiễn nơi mình sản xuất. Ngay sau thất bại của vụ nuôi đầu tiên, anh đã tìm hiểu rõ nguyên nhân, trực tiếp khắc phục khó khăn và nuôi thành công liên tiếp. Để thực hiện được cái mô hình nuôi lươn không bùn này thì đầu tiên tôi cũng đi tham quan và học hỏi rất nhiều nơi trong các tỉnh bạn và một số trang trại giống, rồi về nhà tự mày mò và rút kinh nghiệm để chăn nuôi. Hôm nay đã được 3 năm thì qua sự mày mò là tôi nuôi lươn thương phẩm cũng cảm thấy là rất thành công và kết hợp là tự nghiên cứu và mày mò ép được con lươn sinh sản bán nhân tạo. Trong thời gian qua một năm ép lươn giống tôi cũng bán cho một số anh em trong tỉnh nhà, là anh em nuôi cũng rất là hiệu quả. Hướng tới là tôi sẽ mở rộng cái mô hình nuôi lươn thương phẩm và mô hình sinh sản lươn bán nhân tạo. Theo anh Bình, để sản xuất được lươn giống chất lượng cao, ngoài việc chọn lươn bố mẹ có sức khỏe tốt, thì người sản xuất giống còn phải đảm bảo được môi sinh, nắm vững từng giai đoạn phát triển của lươn để đưa ra biện pháp chăm sóc phù hợp. Từ đó mới cung cấp được nguồn lươn giống chất lượng cao đến tay người nuôi. Như con giống của anh Hai Bình á, thì nói chung là nuôi về nuôi cũng đạt 2 vụ rồi thì cũng đạt được 100%, con giống cũng rất là tốt, nuôi thấy cũng chất lượng. Hiện nay anh Bình đang thực hiện nuôi 4 hồ với trên 20.000 con lươn thương phẩm, chuẩn bị xuất bán ra thị trường với mức giá bình quân khoảng 130.000 đồng một ký. Đồng thời, mỗi năm anh cũng cung cấp ra thị trường hơn 30.000 con lươn giống có chất lượng cao, tổng thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Chính những thành công đó, xã Định Thành A đang triển khai nhân rộng mô hình của anh để áp dụng trong toàn địa bàn. Qua nắm bắt tình hình thì thấy mô hình là anh Bình này làm ăn có hiệu quả, dưới góc độ của địa phương thì sẽ là nhân rộng cái mô hình này để nhân rộng cho bà con phát triển kinh tế. Với những thành công từ mô hình của mình, anh Phạm Thanh Bình đang tiếp tục xây dựng mở rộng quy mô sản xuất từ 4 hồ nuôi lên 20 hồ và cũng sẽ mở rộng quy mô trại sản xuất giống để đảm bảo nguồn cung chất lượng cao, giúp người dân địa phương được tiếp cận con giống tại chỗ, góp phần cùng nhau vươn lên phát triển sản xuất và làm giàu cho quê hương.